Ê, mày làm gì Long? Hoa cái tết này, ui đẹp vậy, hoa mà đẹp vậy, hoa đẹp không? Đẹp quá, cây hoa cỏ. Ừ, ồ nhúng không? Ui da, đau quá. Cái gì? Dạ, trời ơi. Tao bị cái mụn gì ở trên mà nó đau, tao mang giày, tao mang dép vô nó cắn vô đau, chịu không được luôn á. Mày có cách nào mày giúp mày chị ra được không? Chai nữa, muỗng cốc chai mà. Ừ. Hả? Trời ơi, mang dép vô, mang giày đi làm vô trộm. Ờ, quên một cục bay luôn hả? Cục bự luôn đó. Rồi. Đau lắm. Anh để chị vô anh, để chị vô em giả cái này, em cho đi đắp tầm khoảng một tuần là nó hết à? Thằng không? Nó chạy luôn. Ok. Thật luôn. Cái nào tao cũng chơi luôn. Được. Cho hết được rồi. Đâu? Anh tỏi nè, anh lại giả tỏi ra đi. Tao giả luôn hả? Ừ. Chứ mày là thầy thuốc mà tao là bệnh nhân mà tao không giả cho mày luôn hả? Thì phải giả chứ, bây giờ em đang cầm cái phim sao giả được là. Lệ ròm, lâu ngày không gặp, vẫn đẹp trai như xưa, đẹp trai hơn. Đẹp trai không mà đau chân quá. Mà chỉ tội chơi bời gì mà để cái mụn cóc nổi sưng hết cả chân. Này sao cái mụn? Mụn lâu rồi hả? Mà kỳ vậy? Sao không đi không lên bệnh viện cho nó khui ra đi. Thôi, tao sợ dao kéo lắm. Chưa thấy dao kéo là sợ chạy 3 mét. Chạy. Nên thà chịu đau còn hơn sợ dao kéo đâm vô người. Cứ để nó cùng khó chịu cái mụn này. Ừ thì đó, nó còn cả mấy cả biết bao nhiêu rồi đó. Rồi các bạn nhận diện nha. Đây là cái mụn cóc, mụn thịt. Một chân nào? Chân này hả? Ừ. Cái này là muỗng cốc muỗng thịt nha bạn. Muỗng cốc muỗng thịt, cái này nó có một cục chai trong đây. Cái này đâu. Cái này nó có rễ. Các bạn khó lắm. Cái này muốn làm cho nó banh rễ chỉ có đi lên bệnh viện phẫu thuật lấy cái rễ ra, không nó không bao giờ nó hết được. Rồi. Còn mình làm này là làm là cái mẹo này là nó hết đâu. Nó rớt. Tự nhiên cái cục này nó rớt ra. Rớt ra luôn hả? Anh phải làm liên tục mà đã xoay mình nghĩ là anh lại làm vào buổi trước khi ngủ á. À. Trước khi ngủ khi anh chưa ban ngày làm đâu, trước khi ngủ à. Đó. Nghĩa là giờ tao bó thì đến khi ngủ luôn. Bó khi ngủ luôn. Rồi bỏ vô. Thì hay á. Đỡ đụng dao kéo là được rồi. Ok, cái gì có mẹ ngày xưa em cũng bị mẹ em làm nó chạy hết, tầm một tuần đeo chạy hết. Ồ, nghĩ sao không lòi cục lên ghê ta. Đúng cái mụn đầu lắm, mụn chai mụn thịt. Rồi. Chạy. Sao á? Bị mụn cóc á, mụn thịt nữa, mụn chai gì đó. Chai. Nè. Bố giờ bị không? Dạ. Bố giờ bị cục này không? Đây. Giờ đi xuống dưới cho nó cắt đi chứ gì đâu. Sợ dao kéo lắm, sao cắt được bố. Sợ đi xuống xuống anh ấy kìa, nó thăm nó khám cho nó máu nó khám. Thì để làm một tuần cái nó hết không, nếu không hết thì đi xuống cho nó cắt luôn ngón chân cho rồi. Được. Bác sĩ cắt ống chân con sao? Bó lại nha. Anh biết em lại bó làm sao em không biết, mình sao cho nó giữ trong này đừng có le ra là được rồi. Rồi anh lại ủ em trong vòng 4 ngày. 4 ngày. Ừ. Rồi. 4 ngày xem nó rớt không, nếu mà nó không rớt thì con này nó dạng nó như là ly đòn. Cho lên cho bác sĩ cưa lên trên. Đây là cái mẹo chị mụn chai mụn thịt mụn cóc á. Nếu mà mấy bạn nào còn có cái mẹo nào hay hơn thì có thể bình luận ở dưới để chị cho anh Lệ Ròm nha. Vậy là cái này có rất là nhiều mẹo. Yeah. Gia đình mình thông minh lắm, gia đình mình lắm. Để anh Lộc lên đọc bình luận ở dưới nha. Gia đình chỉ cho. Rồi.